Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Hiện tại em đang đứng ở chỗ khu phố 3 phường 4, thành phố Tây Ninh, giới thiệu cho anh chị xem một cái căn nhà đã qua sử dụng ha. Thì trước mắt em đây là con đường bê tông 10m nha anh chị. Quẹo phải là anh chị sẽ ra đường Lạc Long Quân. Từ đường Lạc Long Quân anh chị vô đây là khoảng 400m nha. Anh chị sẽ đi đường số hẻm 27 đường Lạc Long Quân. Anh chị quẹo vô đây là tới căn nhà mình ngày hôm nay. Đây là căn nhà anh giới thiệu. Và hướng ngược lại bên này anh chị sẽ thông ra đường Lạc Long Quân luôn nha. Chờ anh chị quẹo trái là thông ra hẻm của Lạc Long Quân tiếp. Từ ngoài đường Lạc Long Quân chị vô đây chỉ khoảng 400m thôi là tới nhà mình. Và là đường thông thoáng, ô tô đi tới nơi nha anh chị. Đường này đường bê tông 10m. Căn nhà của em giới thiệu ngày hôm nay là chiều ngang 4,5m, nở hậu 46, dài vô là 28 nha anh chị. Quay về hướng đông nam. Nhà của mình là được thổ cư 99,9% luôn anh chị. Tại vì tính ra còn có 1,6m² là đất cây lâu năm thôi. Còn lại là thổ cư full, thổ cư hết luôn. Nhà thì đã qua sử dụng nhưng mà anh chủ đã lăn bê tô sơn đồ lại hết rồi. Về quý cô chú anh chị mình vô là ở liền luôn ha. Ngay trung tâm thành phố anh chị. Đường Lạc Long Quân anh chị vô đây là chỉ đúng 400m thôi. Gần với chợ cửa số 7 nè. Chợ cửa 7 ngoài ô là gần chợ trường học kế bên luôn ha. Trường trung học cơ sở trường Lê Quý Đôn rồi sát bên đây luôn nha anh chị. Trường tiểu học, trung học rồi là sát bên hết. Tại vì ngay đây là ngay trung tâm của thành phố rồi, cho nên là những tiện ích bán kính xung quanh là khoảng chừng một cái số quay đầu là có hết đầy đủ tiện ích xung quanh. Đây là không gian phòng khách nha. Nói chung toàn bộ là chủ nhà đã tô bê sơn rồi, chỉnh sửa được hết rồi anh chị, chỉ sắp vali vô ở thôi. Nhà của mình thì một phòng hiện tại, nhưng mà anh chị có thể cải tạo thêm một phòng thứ hai nữa, tại vì có chừa sẵn hết rồi. Đây là phòng thứ nhất nè. Và giá căn nhà này là chỉ 1.350.000.000 thôi cho miếng đất thuộc phường 4 nha anh chị. Phường 4 thành phố Tây Ninh, thổ cư là 99,9%. Vị trí rất là đẹp luôn, mà cách đường lớn chỉ 400m thôi, vị trí đường thông thoáng. À, ngay chỗ này không gian thứ hai anh chị có thể là cải tạo thêm một cái phòng ngủ ngay chỗ này nữa ha. Tại lúc trước gia đình này là chỉ ít thành viên cho nên là chỉ một phòng thôi nha anh chị. Đó, ngay chỗ này dư không gian anh chị có thể cải tạo thêm. B rồi là chủ cũng mới sơn lại cho mình luôn, mới hoàn toàn. Nhà vô ở liền nha anh chị. Anh chị đi di chuyển ra Vincom trung tâm thành phố thì tầm khoảng 2 cây số thôi nha, tầm khoảng 2 cây số là anh chị tới Vincom. Đây là không gian phía sau, có cái sàn nước riêng rồi có nhà vệ sinh phía sau ngay chỗ này. Nhà của mình là còn dư cái khoảng sân sau để anh chị trồng rau và nuôi gà đồ này kia ha. Chủ cũng làm cái cửa lưới B40 sẵn cho mình, nhiều khi có nuôi gà rồi á, tiện lợi. Rồi giá mà 1.350.000.000 mà có cái nhà 4,5m mà nở hậu 46, thổ cư 100% như thế này là quá rẻ luôn anh chị. Giờ mình tìm đâu ra cái vị trí đẹp như thế này mà giá ok nữa. Giờ 1.3, cỡ 1.350 là anh chị phải xuống xã Bù Năng mới có nhà, còn nhà thành phố giờ là không có giá này. Nhưng mà căn nhà này được ở thành phố luôn ha, thuộc khu phố 3 phường 4 luôn. Đó, phường 4 rất là có giá luôn ha. Chủ ngợp bán gấp luôn nha anh chị. Đó, sân trước anh chị có thể đậu xe ô tô luôn nè. Chừa khoảng sân là đậu xe ô tô vừa luôn ha. Nữa anh chị thích thì anh chị làm thêm một cái gờ sắt anh chị đậu lên, anh gian trên đây luôn ha. Rất là tiện lợi, tiện phơi luôn. Thì đây là cái vị trí căn nhà của mình nha anh chị. Đây là hướng đường này, là đường màu vàng này, là đường cách mạng tháng 8 nha anh chị. Đây, của mình là ngay chỗ này là đường Lạc Long Quân nè. Đó, anh chị thấy không? Anh chị sẽ đi hẻm số 27 anh chị vô ha. Hẻm của mình là hẻm thông, thông qua đường lộ 99 môn A và anh chị sẽ thông qua được đường Nguyễn Văn Đớp luôn nè. Đó, đi được rất là nhiều đường luôn. Tại của mình là ngay vị trí này là ngay trung tâm rồi. Sát bên đây là chợ luôn nè anh chị. Mà anh chị di chuyển lại đây nè. Đó, xuống đây là có chợ ngay đây nè ha. Để em mở lên cho anh chị nhìn thêm. Kêu bằng chợ cửa 7 ngoài ô quá.
Nói chung vị trí rất là đẹp luôn. Bây giờ với cái giá 1 tỷ 350 anh chị không có kiếm được nhà thành phố giống như nhà này đâu nha anh chị. À, cái bên là có trường Lê Quý Đôn này anh chị thấy không, chạy lại sát bên luôn ha, có bệnh viện rồi rất là nhiều tiện ích xung quanh. Rồi thì quý cô chú anh chị nào mà mình xem mình ưng á, tí xíu nữa em đang quay đường chèn vô cho anh chị mình xem, với lại em sẽ chèn sổ vô cho anh chị mình ha. Alo em liền nha, giữ chân nha, chứ nhà này là em bán nói thiệt anh chị là rất là nhanh luôn, tại giá nó rất là mềm. Ngay trung tâm thành phố mà được căn nhà này quá rẻ luôn anh chị, chủ đang ngợp ha. Chủ đang ngợp nên cái này em đang lên sổ bán rất là nhanh luôn ha. Dạ rồi xin em ra em quay đường cho anh chị mình xem nha. Rồi anh chị, từ vị trí nhà em sẽ quay đường cho anh chị mình xem. Em quay ra cái hẻm số 27 nha anh chị. Rồi tới cái khu này anh chị chạy hẳn ra tới đường là ông con thang đường từ ô tô tới nơi nha. Còn con sổ của mình là đường 10 luôn nha anh chị, đường bê tông mà. Chứ chưa tới đâu nha anh chị, khoảng 300 mét thôi là tới nhà mình liền. Sát là bên đường luôn rồi, tới đường là công quân rồi nè. Rất là gần luôn em, vị trí rất là đẹp. Rồi hướng trái thì anh chị sẽ di chuyển về Tòa Thánh nè, chùa Tòa Thánh Cao Đài. Còn hướng bên phải là anh chị sẽ di chuyển về chợ nha. Rồi thì tới đây hết video rồi, em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha.